đường Trần Phú thuộc tỉnh lộ 337, thành phố Hạ Long luôn xuất hiện các xe quá khổ quá tải, chạy rầm rập gây ô nhiễm môi trường và làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Đó là những hình ảnh mà truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn ghi nhận được trên tuyến đường Trần Phú, thành phố Hạ Long. Theo tìm hiểu, dự án Ruby City Hạ Long là khu đô thị tọa lạc tại mặt đường Trần Phú thuộc tỉnh lộ 337. Sở hữu vị thế độc tôn, vượng phú sinh tài, được bao bọc bởi chuỗi tiện ích nội ngoại, khu ấn tượng, thừa hưởng từ dự án FLC Tropical City. Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Tân Thành, là một trong những công ty có uy tín trên cả nước, được thành lập bởi các đại cổ đông có tiềm lực tài chính vững mạnh và dày dặn kinh nghiệm, có thâm niên trong đầu tư bất động sản và phát triển cơ sở hạ tầng các khu đô thị mới. Trái ngược với những lời giới thiệu có cánh, những hình ảnh khiến nhiều người đi qua đây phải bịt mũi, cau mày vì bụi bẩn. Từng đoàn xe nối đuôi nhau ra vào chở đất tại dự án. Theo quan sát, các xe này đều có dấu hiệu của việc cơi nới thành thùng, che chắn không cẩn thận, không được cọ rửa sạch sẽ trước khi ra khỏi công trường. Việc này kéo theo hàng loạt đất sỏi rơi vãi khi các xe này di chuyển trên tuyến đường Trần Phú thuộc tỉnh lộ 337. Từ dự án Ruby City Hạ Long, các xe này di chuyển trên tuyến đường Trần Phú thuộc tỉnh lộ 337 đến dự án FLC Tropical City của tập đoàn FLC, rồi đi tiếp sâu vào bên trong dự án này để đổ thải. Tương tự ở khu vực dự án Ruby City Hạ Long, tại khu vực cổng dự án FLC Tropical City cũng diễn ra tình trạng các xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải, lộng hành khiến môi trường ở đây trở nên ô nhiễm trầm trọng. Không chỉ có môi trường, các xe này còn góp phần không nhỏ làm cho tuyến đường này ngày càng xuống cấp. Qua đây, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh sớm chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải, lực lượng cảnh sát giao thông vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng xe tải chở đất đá vi phạm ở hai dự án nêu trên. Truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.